Theo chuyên gia y tế, 90% lượng bia rượu chuyển hóa ở gan, người thường xuyên quá chén, sẽ khiến gan nhanh chóng bị phá hủy, gây ngộ độc, tổn thương mãn tính, dần dần dẫn đến xơ gan nền tảng của ung thư gan nếu không chữa trị kịp thời. Tổ chức Ung thư Toàn cầu thống kê năm 2018, Việt Nam có 25.335 ca mắc mới ung thư gan và 25.404 trường hợp tử vong vì bệnh này. Việt Nam cũng xếp trong nhóm những nước có tỷ lệ người bị ung thư gan cao nhất thế giới. Cứ 100.000 người thì có 23,2 người bị ung thư gan, ở cả hai giới. Và tình trạng lạm dụng rượu bia được xem là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư gan hiện nay. Khi ethanol có trong rượu bia đi vào cơ thể, chất này sẽ làm ức chế hệ thần kinh, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu chóng mặt. Nếu sử dụng rượu ở mức độ ít, ethanol sẽ nhanh chóng được gan phân giải thành chất vô cơ và thải ra ngoài qua hệ bài tiết. Nhưng nếu sử dụng rượu quá nhiều và dồn dập, ethanol sẽ trở thành một con dao vô hình giết chết các tế bào nội tạng. Bác sĩ về gan mật cho biết thời gian đầu, gan vẫn có thể đảm nhiệm các chức năng của mình nên thường không có biểu hiện đặc trưng, rầm rộ. Đến khi người bệnh sử dụng rượu bia nhiều hơn thì cũng là lúc gan quá tải và kiệt quệ nhanh chóng, và khi đó phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, thậm chí có thể có biến chứng nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan. Tại Việt Nam, trước tình trạng các bệnh lý về gan đang ngày một nghiêm trọng như hiện nay, bác sĩ về gan mật cũng khuyến cáo người dân nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, bắt đầu từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, hạn chế rượu bia. Bạn cũng có thể dùng thêm sản phẩm hỗ trợ tăng cường chức năng gan có xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế chứng nhận. Một trong những thực phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe gan của Nhật có thể kể đến Canzoicol. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Genki Pharmi Nhật Bản, với 4 thành phần tự nhiên, chiết xuất mầm súp lơ, chiết xuất gan lợn, chiết xuất nghệ vàng, chiết xuất hến sông. Theo nhà sản xuất, chiết xuất gan lợn có thể hỗ trợ hình thành và phát triển tế bào gan, tăng cường chuyển hóa ASGAN2. Trong khi đó, chiết xuất mầm súp lơ có thể hoạt hóa các enzyme khử độc, giúp phòng chống khối u tự nhiên, ngăn ngừa các nguy cơ rối loạn thần kinh, ngăn ngừa các nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch. Chiết xuất nghệ vàng có thể hỗ trợ cải thiện men gan, ngăn ngừa xơ gan và ức chế sự hình thành khối u. Chiết xuất hến sông lại bổ sung dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏi mệt mỏi, giúp giảm mỡ máu, giảm mỡ trong gan, hỗ trợ phục hồi thương tổn ở gan. Vào Việt Nam với số xác nhận công bố của Bộ Y tế 7.221 trên 2019 trên DKSP, Canzoicol sản phẩm của thương hiệu Genki Pharmi Nhật Bản đã được nhiều khách hàng biết đến và đón nhận. Với Canzoicol, bảo vệ lá gan người Việt vì một Việt Nam khỏe mạnh thực sự, bà Tom Itaka Hiromi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện hãng Genki Pharmi nhấn mạnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.